miền Tây là nơi có một nền văn hóa ẩm thực bình dị mà phong phú. Sau bữa cơm chiều, tập trung mấy đứa nhỏ trong xóm, đứa lột chuối, đứa nạo dừa, đứa nhóm lửa. Vậy là góp phần rơm rã xôm tụ cho một món ăn chơi, giản dị mà đậm chất chơi. Dừa khô chọn trái dày cơm, dừa trổ mọng càng tốt. Người ta thường dùng dụng cụ thủ công là cái bàn nạo dừa có răng cưa và khá bén để nạo sao cho cọng dừa nhuyễn, hầu vắt cạn phần nước cốt bên trong. Ở miền Tây, khi làm bánh người ta thường dùng bột gạo khô, nghĩa là sau khi ngâm gạo, xay gạo thành bột mịn rồi đem phơi. Chuối xiêm chín chỉ cần lột vỏ, lấy sạch chỉ, đánh nhuyễn. Đánh chuối cũng phải đều tay thì chuối mới nhuyễn, mới hòa quyện vào bột gạo mà ngon hơn. Bếp lửa cũng là một khâu quan trọng quyết định độ ngon của nồi bánh. Lửa phải to đều và không được để tắt lửa hay yếu lửa. Để bánh được ngon hơn, nên lót dưới khuôn một hay hai đọt chuối non. Khi ra lò, bánh sẽ có hương vị rất riêng. Nước cốt dừa cũng là khâu quan trọng không kém. Nêm có vừa ăn, đánh có đều tay, lửa vừa riu riu thì nồi nước cốt mới đậm đà. Bánh chuối hấp thơm lừng vừa mới ra lò, kết hợp cùng chén nước cốt dừa béo ngậy, chỉ có ăn mãi quên thôi.